ra mắt Steam 40, một dòng super điện, một dòng siêu trầm. Ở đây em công bố luôn anh khách hàng đặt bên chúng em con siêu trầm 40 này của Martin, đó là anh Đại. Anh lấy đặt bên Hoàng Long Audio ở chúng em một chiếc loa súp Martin 40, một thương hiệu đến từ Anh Quốc. Dòng Martin thì được thiết kế dạng súp hầm nên nhìn cái đường nét cũng như cái thiết kế của nó, các bạn anh đằng trước sẽ có một lỗ thông hơi và một lỗ hút vào, một lỗ thổi ra. Đấy, cái cấu tạo của nó là như vậy, cho nên nó đem ra cái chất trầm rất là hay, chắc khỏe, uy lực, gầm gừ uy lực như một con sư tử. Và nói là đối với con này thì nếu mà đánh trong một cái không gian mở, một không gian rộng như quán cà phê, phòng trà hay là phòng hát lớn, thì phòng karaoke lớn thì đảm bảo mấy anh là vô cùng khỏe. Ngồi đây nghe đã quá, em chỉ muốn ngồi đây, em không muốn đứng dậy nữa. Vì nó là dòng bát 40, dòng súp hầm nên cái kích cỡ của nó hơi cồng kềnh một chút. Nhưng bù lại cái kích cỡ cồng kềnh đó thì nó đem lại được một cái trải nghiệm cho chúng ta về cái âm trầm, nó rất là hay. Nó sâu, nó chắc, khỏe. Rất là gân guốc, gấu, phải nói là cực đỉnh luôn. Mà giá thì quá ok, chỉ có 4.200.000 đồng. Người 4.200.000 đồng chúng em bao ship cho anh với con Martin 40 này. Anh Đại ạ? Anh Đại, anh ở Bình Thuận. Vâng, con súp này nếu vận chuyển vào trong Bình Thuận thì nó sẽ mất khoảng độ 1 tuần anh nhận được hàng. Dao động từ 1 tuần hoặc hơn 1 tuần một chút. Nó có một cái cột chống để chúng ta có thể chống lên để một con la phun ở trên. Và nó có một cái tay sách để mỗi lần chúng ta muốn tập tạ thì chúng ta có thể cầm, chúng ta nâng lên. Cái này nó vừa là đồ nghe nhạc, vừa là đồ chơi, vừa là đồ tập tạ luôn. Và nếu mà bình thường như em mà khỏe thì em mà vác con này em chạy được khoảng độ 15 cây số. Nhưng mà bây giờ em yếu rồi thì em chỉ chạy 10 cây thôi, vác trên vai. Đấy. Chơi nó rất là hay. Em sẽ dừng video đóng cho anh Đại nhá, vì tầm này cũng là tầm 4 giờ hơn rồi, 4 giờ chiều. Tầm 5 giờ là đơn vị vận chuyển vào rồi, vì dòng này nó to thì em đóng phải cẩn thận, chèn xốp rất là cẩn thận và kỹ nên em sẽ dừng video. Em xin chân thành cảm ơn anh Đại nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh Đại.